Tại Quảng Bình, hôm qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn An, sinh năm 1965, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng An khai nhận cùng đồng bọn giả danh cán bộ của một tập đoàn ảo, tự xưng là tập đoàn xây dựng Việt Nam Cuba, gọi tắt là VIS, trực thuộc Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ, đang nắm giữ nguồn vốn phi chính phủ có giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Sau đó gợi ý cho các công ty doanh nghiệp nếu có nhu cầu muốn thi công các công trình thì đóng phí quảng bá tuyên truyền với mức phí là 5 triệu đồng một hạng mục để trục lợi hàng trăm triệu đồng.